Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo hay để giúp cho máy hút mùi của bạn được vệ sinh đúng cách và hiệu quả nhất. Đối với tấm lưới lọc, cần vệ sinh định kỳ 1 tháng một lần. Đối với than hoạt tính, người dùng cần thay mới bộ lọc từ 6 tháng đến 1 năm một lần tùy theo mức độ sử dụng máy. Đối với động cơ, cần bảo dưỡng động cơ 12 tháng một lần. Để vệ sinh máy hút mùi, đầu tiên cần tháo rời, vệ sinh tấm lưới lọc. Bước 1, tháo tấm lọc dầu mỡ để vệ sinh, lau chùi. Việc tháo các tấm lọc inox khá đơn giản. Trên mỗi tấm lọc đều có sẵn các nẫy gài. Với dòng hút mùi kính vát chỉ cần kéo nhẹ để mở mặt kính ra là bạn đã có thể nhìn thấy tấm lọc rồi. Thường thì dòng này tấm lọc sẽ ít bám dầu mỡ hơn so với các loại hút mùi truyền thống khác. Bước 2, ngâm và vệ sinh các tấm lọc với Coca-Cola và baking soda. Hoặc các dung dịch vệ sinh bếp chuyên dụng, Sip, Denmit. Lưu ý, không nên lấy những loại nước tẩy rửa có tính chất dễ cháy, ăn mòn các hoạt chất tẩy trắng để làm sạch máy hút mùi, bởi những chất tẩy này có thể ăn mòn tấm lưới lọc bằng kim loại. Vệ sinh các khe và các mép xung quanh tấm lưới lọc. Bạn có thể dùng dầu ăn thấm vào bọt biển và kem tẩy CIF để lau chùi những vết bẩn bám dai trên mặt phẳng. Dầu thực vật cũng có tác dụng làm sáng cực kỳ hiệu quả. Vệ sinh bên trong và ngoài khoang máy hút mùi. Những vị trí này đa phần là bụi bẩn thông thường. Dùng vài ẩm versus nước rửa bát pha loãng hoặc nước xịt kính để lau khắp khoang ngoài và bên trong máy, bao gồm cả kính và khung inox nếu có. Nếu nhà bạn có máy rửa bát, hãy chăm chỉ vệ sinh tấm lọc máy hút mùi. Đơn giản chỉ cần tháo tấm lọc và rửa qua dưới vòi nước và công việc còn lại là máy rửa bát lo. Trên đây là thông tin về cách vệ sinh máy hút mùi hiệu quả và đơn giản mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với bài viết này sẽ làm cho chiếc máy hút mùi trong phòng bếp nhà bạn luôn được sạch sẽ và sáng bóng nhé.